Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong bản tin khẩn cấp nhất của trong cái ngày hôm nay. Thì vừa rồi gói cứu trợ đã thông qua và họ cũng đã đưa ra chính thức cái hướng dẫn, cái guide cho những cái trường hợp mà quý vị đã khai thuế rồi và đã đóng tiền thuế trên tiền thất nghiệp rồi. Thì đây là cái vấn đề mà họ đưa ra để cho chúng ta cần làm, nhưng mà không phải làm ngay bây giờ mà chờ cho bên Hạ viện họ sẽ vote ngược lại, cái họ sẽ vote vote trong cái loạt sửa đổi của bên Thượng viện vào cái ngày 9 tháng 3 tới. Thì sau khi họ vote xong, ông Tổng thống ký xong thì chúng ta mới làm nha quý vị nha. Đây chỉ là cái hướng dẫn của bên IAS họ đưa ra thôi, thì Vanessa chia sẻ cho quý vị. Và trước tiên thì Vanessa phải chia sẻ lại một lần nữa, đó là cái tiền thuế hôm trước nói với quý vị là chúng ta đóng rồi thì sẽ được return lại trong năm 2021 là không phải quý vị nha. Bây giờ họ đưa ra một cái hướng dẫn mới, chúng ta sẽ phải làm như sau, thì chúng ta sẽ vào xem họ hướng dẫn như thế nào. Thì Vanessa rất là cảm ơn quý vị, mặc dù em rất là vội vàng và rất có nhiều những cái lỗi xảy ra trong cái livestream hoặc trong những cái video, nhưng mà quý vị vẫn ủng hộ Vanessa. Quý vị nói chung là ủng hộ Vanessa hết mực luôn, trong khi đó có rất nhiều kênh để quý vị coi. Thì Vanessa rất là cảm ơn. Thì bây giờ em sẽ vào luôn nội dung quý vị nha. Cảm ơn cả nhà yêu dấu rất là nhiều và chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ, may mắn và sắp nhận được tiền rồi. Chúng ta hãy vui lên một chút quý vị nha. Đó thì bây giờ sẽ là những cái mà họ đưa ra trong cái bill, trong cái khoản nộp thuế của tiền thất nghiệp. Thì đầu tiên họ đưa ra cái thông tin đó là cái khoản tiền miễn giảm thuế thất nghiệp trên 10.200 này ở trong năm 2020 sẽ là free tax trên cái khoản tiền đó, là không phải đóng thuế đâu quý vị. Thì họ nói là những quý vị nào mà và họ 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 đưa ra một cái thông tin đó là cái phần retro, có nghĩa là cái miễn thuế của năm 2020 quý vị nha. Họ khẳng định thêm một lần nữa này, chứ không phải của năm 2021 này. Đó, chính vì vậy những ai mà đã đóng thuế rồi thì sẽ nằm vào trong cái trường hợp là nếu như quý vị đã collect cái unemployment và đã already file cái do thách của quý vị rồi thì quý vị sẽ phải refile, có nghĩa là phải file một cái form sửa đổi, người ta dùng cái từ amend để mà nhận được cái tiền free thách này trên cái khoản tiền thất nghiệp đó trong cái khoảng thời gian như sau. Bạn sẽ chia sẻ cho quý vị mà quý vị sẽ sửa đổi khi mà cái bill nó pass quý vị nha, có nghĩa là nó sẽ chính thức thành luật sau khi mà ông Tổng thống Joe Biden ký, thì chúng ta mới bắt đầu nộp cái file này. Thì cái file này làm sao mà để chúng ta có thể nộp cái tax return sửa đổi trên cái file này, thì họ nói là sau khi cái bill này nó chính thức được ký thành luật này, phải là sau khi nó thành luật quý vị nha thì chúng ta mới làm. Thì cái số tiền mà quý vị đáng lẽ ra được hưởng hơn 1.000 tiền thuế đó mà chúng ta đã nộp thuế rồi, họ đã trừ rồi, thì chúng ta sẽ cần phải điền vào cái form tên là 1040X, và cái mục sửa đổi ở trong cái phần này nó sẽ có cái hướng dẫn chi tiết. Thì quý vị hãy vào cái form 1040X Amend US Individual Income Tax Return đó, cả cái form này luôn, thì quý vị có thể bấm vào nó sẽ ra cái form này cho quý vị luôn đó. Thì Vanessa sẽ để cái đường link vào đây cho quý vị. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái form đó để mà dùng trên những cái mục sửa đổi. Thì họ nói là 1040 cho standard, cho người bình thường này, còn 1040 SA là cho những người senior đó. Thì là nói chung là chúng ta cứ tải cái form đó về là họ sẽ có những cái mục để cho chúng ta làm thôi. Hoặc là quý vị cũng có thể điền và có thể gửi in ra gửi bằng mail, hoặc là quý vị có thể dùng bằng electronic copy, có nghĩa là làm ở trên online điện tử đó. Quý vị có thể dùng bằng hai con đường, một là in ra để gửi qua mail, là gửi qua bằng paper đó, bằng giấy, bằng cái form bằng giấy á, còn có thể dùng phần mềm để mà dùng cái form này, thì quý vị có thể làm ở trên online điện tử. Thì đấy là hai cái phần mà quý vị có thể dùng cái form đó, và quý vị cũng phải include những cái copy form để cái form original, có nghĩa là cái form mà quý vị đã khai trước rồi đó, thì quý vị cũng phải copy những cái form đó để mà gửi kèm theo để mà nó có cái sự so sánh giữa cái new form là đúng là chúng ta đã khai thuế, đã đồ nộp tiền rồi rồi, với cái old form là chúng ta original form là chúng ta đã có cái bằng chứng đó, thì nó sẽ đi kèm với cái new form để họ có cái sự so sánh như kiểu làm cái bằng chứng đó quý vị. Đó thì nhớ là phải copy cái form original cũ ra, cái form đã khai thuế đó, để chúng ta đi gửi được cả hai cái phần này thì chúng ta họ mới có cái bằng chứng đó. Rồi thì đấy là những cái
phần mà họ đưa ra cái thông tin phải nói là rất là mới, thì Vanessa cũng hôm nay là một lát nữa thì Vanessa cũng muốn live stream để chia sẻ thêm chi tiết tiền hỗ trợ tiền nhà có 6 tiểu bang đó quý vị, mà không biết hôm em có like được hay không đây nè. Làm video thì nó lâu lắm quý vị ơi, xong up lên nó rất là lâu, hôm nay có nhiều thông tin quá. Đó thì đấy là về cái mục để mà điền để xin để mà lấy lại cái tax return, chứ không phải là nhận lại return cho năm 2021 quý vị nha. Đó rồi tiếp theo họ nói là khi nào thì nhận được cái tiền free tax mà chúng ta đã nộp rồi đó, thì sau khi file cái form đó thì khi nào nhận được, thì họ nói là họ sẽ có cái thời gian làm việc lên tới những 16 tuần đó quý vị. Thì trong vòng những cái 16 tuần này thì họ sẽ hoàn thành cái mục sửa đổi trên cái tax return của quý vị, và họ sẽ trả tiền, họ sẽ return lại tiền thất nghiệp thuế cho quay trở lại cho quý vị. Đó thì đấy là những cái mục mà họ đưa ra là như vậy. Thế còn trong cái đường link này thì họ cũng nói là cái chi tiết mà sở IRS có thể gửi cái tiền check cho quý vị cũng đã có luôn rồi. Nói chung là nó dài lắm quý vị ơi. Rồi thì cách tính, vừa rồi có mấy anh chị em cũng hỏi Vanessa 79 ngàn thì được bao nhiêu á, ở trong này nó có cách tính hết nè quý vị nè. Thì bây giờ Vanessa hôm nay chỉ làm cái view này để chia sẻ cho quý vị thôi. Tiền thất nghiệp là quý vị sẽ được 300 trên một tuần, và được hưởng cho đến ngày 6 tháng 9 thì nó tính ra là được 25 tuần, trong tất cả các cái chương trình đều được hết đó quý vị. Và còn lại những cái khoản mục khác thì rất nhiều quý vị quan tâm đến cái công trình giao thông có bị cắt ra không á, mất mấy quý vị hỏi Vanessa mà em cũng chưa có trả lời được, thì họ đã cắt ra khỏi cái bill rồi quý vị nha. Thì Thượng viện sẽ đã sửa đổi trên 4 mục mà hôm trước em đã chia sẻ cho quý vị rồi đó. Một là income này, hai là tiền thất nghiệp này, unemployment này, đó. Ba là cái hai cái công trình giao thông của Bridge với cả của San Francisco đó quý vị. Rồi thì bốn thì là cái mục không có cái 15 đồng đó. Đấy thì bây giờ họ sẽ quay trở về và họ sửa đổi. Họ sẽ vote sửa đổi trên cái mục này tối ngày thứ hai là ngày 8 tháng 3, thì họ sẽ review, và sang ngày ngày 9 tháng 3 thì họ sẽ vote, Hạ viện họ sẽ vote quý vị nha. Và sau khi vote thì sẽ đưa cho ông Biden, ông ấy ký. Đấy, ông ký xong thì sở IS sẽ gửi tiền và sẽ làm những cái thủ tục tiếp theo, và anh sản sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị. Và hôm nay thì có 6 tiểu bang đã có những cái link điền đơn xin tiền nhà đó quý vị. Thì nếu có thời gian một lát nữa, và anh sản sẽ chia sẻ cho quý vị, và em có đọc được cái comment của anh Mạnh có lại hỏi về LA, thì LA nó chưa có đâu anh trai ơi. Thì LA mà có cái thì em sẽ làm video cho mọi người luôn. Đó, tại vì là ở California thì hiện tại bây giờ chỉ có một nơi họ còn cái mới ra và vẫn còn đang trong cái hạn để điền đơn xin tiền nhà thôi. Còn lại là 5 tiểu bang khác nữa, thì Vanessa một lát nữa em có thời gian, em sẽ làm cho quý vị nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Thì đây là một cái thông tin rất quan trọng trên cái thuế của tiền thất nghiệp, thành ra Vanessa phải lên ngay để thông báo cho quý vị để chúng ta có thể kịp thời. Và chúng ta nhớ một điều là chúng ta refile cái đơn tiền thất nghiệp này á, là chúng ta để ý income của chúng ta dưới 150 ngàn thì chúng ta mới làm nha. Còn ai mà 150 ngàn trở lên thì là không đủ điều kiện. Trên 150 ngàn thì quý vị khỏi refile luôn nha. Chỉ dưới 150 ngàn mới đủ điều kiện thôi. Dưới 150 ngàn thì chúng ta mới refile cái hồ sơ để mà lãnh lại cái tiền thuế đã đóng trên cái khoản tiền thất nghiệp 10.200. Rồi Vanessa hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bye bye.